nhập hàng Trung Quốc anh em à. Nay có mấy cái kiện hàng là để mình coi nha. Đi lấy trong một buổi chiều mưa. Ok. Cái móc đẹp ghê anh em. Cái dùi cái này nữa. Cái móc đẹp ghê anh em ơi. Mình bị mất mấy cái móc này nên mình mua đợt này mình đặt hàng bên Trung Quốc mình mua mấy cái móc này á. Chắc Việt Nam có mà mình không tìm được nên mình mua luôn mà bên Trung Quốc về. Được không? Đấy. Hàng Trung Quốc. Cái kềm cắt. Mình mua hai cái luôn. À, bên cái dù dễ thương hơn màu xanh xanh anh em ạ. À. À, mình bị mất mấy cái mớ này mình mua thêm mà. Nhưng mà chủ yếu là để khoe với anh em cái này quan trọng hơn nè. À. Cái này á là bên Brokenet gửi cho mình. À, mình đã nói là mình sẽ làm clip về các cái vợt của Brokenet á. Đây là để em xem coi là thì này là bạn Toàn bên Brokenet gửi cho mình là cái gì nha. Gọt cái đã. Ui quá nhiều vợt luôn anh em ạ. Cái này là 4 cây. Cái này 4 cây luôn anh em ạ. Hôm trước là mình đã làm cho anh em là cây 704 rồi đúng không anh em. Bây giờ mình sẽ review cho anh em cây 705 của Brokenet khác nhau với cây 704 như thế nào. Và cái giá của nó và đối tượng nào sử dụng được cây vợt đó. Bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu về Brokenet Power 705. Trên tay của mình đang là cây Brokenet Power Pro 705. Đợt trước mình đã làm cho anh em cây 704 rồi đó anh em nha. Thì hôm nay mình sẽ làm cây 705 cho anh em coi nó khác nhau cái gì. Thì mình lấy ra thử nha. Rồi, đầu tiên mình nhìn vào là nó có màu xám với màu xanh neon. Xanh kiểu xanh chuối đó anh em ạ. Mình thì về phương diện về màu sắc thì mình không thích cái màu xám xám lắm. Màu nâu nâu xám như thế này. Mình thì mình lại thích kiểu cái gì đó nổi bật hơn tí xíu cơ, kiểu giống như đánh cầu vợ một khoái nổi màu nổi vậy đó anh em ạ. Thì đó là cái cảm tính riêng của mình thôi nha. Còn số anh em nào thích thì chuyện đó nó bình thường. Mình cũng nói sơ một chút về cái hãng Brokenet này. Brokenet này thì là của một hãng của Đài Loan, cũng rất là lâu đời đó anh em. 50-60 năm trước là đã có cái hãng Brokenet này. Nó cũng song hành với bên Yonet nhưng mà cái mức độ marketing của bên Brokenet nó không được cao lắm nên là không được nhiều người biết đến ở thị trường Việt Nam chúng ta. Nhưng mà những nước khác thì họ cũng phát triển rất là mạnh, bán rất là chạy cái mặt hàng này. Hiện nay thì Brokenet phân phối độc quyền là bên công ty Kaba Sport. Thì có anh giám đốc bạn Toàn cũng rất là vui tính và dễ thương á. Thường hay gửi vợt cho anh em chúng ta làm review như thế này xong tặng anh em đó. Ngoài ra vấn đề mà va chạm va chiếc gì đấy hoặc là đánh cầu mà vợt gãy gì đấy thì anh cũng rất là thoải mái trong vấn đề về bảo hành anh em nha. Nên là chúng ta cứ yên tâm chúng ta sử dụng. Có gì cứ gửi bên công ty, gửi bên VNB của mình thì có gì mình sẽ hỗ trợ cho anh em được, cứ hỗ trợ cho anh em chứ không có gì khó khăn cho anh em cả nha. Rồi thì mình nói sơ như vậy để anh em hiểu về Brokenet. Bây giờ chúng ta hãy đi vào chúng ta tìm hiểu về cái vợt này của chúng ta nhé. Nhìn xuống dưới này thì mình thấy trọng lượng của nó ghi là 4U. 4U anh em nha. Rồi. Vợt chúng ta ghi 4U nên là mình sẽ cân thử cái vợt nó có trọng lượng đúng không anh em nha. Ấy cha chưa. Rồi. 84.5g. À, rồi ok anh em. Thường cái vợt thì 4U là nó sẽ có trọng lượng của nó là 80 đến 84g anh em ha. Thì cái vợt này nó khoảng 84.5g thì tương đối, tức là chính xác đấy. Mình nói thực tế vợt thì nó sẽ có cái điểm sai số của nó. Thí dụ như cộng trừ 2, cộng trừ 3 hoặc là cộng trừ 5, thậm chí như vậy. Thì như với cái vợt này là tương đối là nó chính xác 4U đó anh em nha. Bây giờ chúng ta hãy nhìn vào thêm một số thông số khác. Cái đầu tiên mình coi đây là cái balance của nó là 290 cộng trừ 5. Tức là cái vợt này là nó vợt nó thiên về công tí xíu anh em nha. Vợt nó hơi nặng đầu một chút xíu. Thì 285 là cân bằng. Thì 290 nó lớn hơn thì nó sẽ là vợt công.
Thì cộng trừ 5 thì cái độ sai lệch này có lẽ cũng hơi cao anh em ạ. Thì nếu mà trường hợp mà nó sai lệch tới cộng trừ 5 thì nó thành ra vào cân bằng 285 đúng không? Trên cái website của mình đang bán là 600 mấy nha, để mình coi thôi, mình quên luôn anh em ạ. 698.000 anh em nha. 698.000 thì là cũng gần nó 700.000 anh em nha. Hôm bữa là mình giới thiệu cho anh em cây 704 là 598.000, thấy không? Cây 705 này á là 698.000, anh em thông cảm mình không có nhớ giá. Mình tìm ít cái nào mình để giá trên website lắm. Thì giá là giá của hãng đưa ra rồi anh em nha. Thì nó cũng gần 700.000 trên nhau khoảng 100.000, thì chúng ta xem coi nó có cái gì khác biệt nữa nha. Rồi nãy mình đã nói 3 lần rồi nha, là cái vật này chúng ta thiên về công, dành cho những bạn nào thích công đó. Cái flat này nó ghi là regular anh em ạ. Dịch ra thì nó kiểu giống như là nó bình thường anh em ạ. Cái cây này nó cứng bình thường. Mình chắc là ý nó chắc cũng là kiểu giống như medium của bên Yonex anh em ha. Thì nó cũng giống như nó cứng trung bình vậy thôi. Tới giờ này nó co, nó nặng đầu và nó thân nó hơi cứng trung bình. String pattern. String này thì mình lại nghĩ là nó là 22 x 23, tức là dây dọc của nó sẽ đang là 22 dây ngang, nó 23. Khuyến cáo đang thôi anh em nha. Cái này thì chúng ta tùy theo mức căng, chúng ta có thể căng cao hơn. Còn khuyến cáo của nó sẽ là 22 x 23. 22 x 23 thì nó khoảng bao nhiêu anh em nhỉ? Thì nó khoảng 10.4 rồi anh em ơi. 10.5 đang 10.5. Nhưng mà maximum tension của nó thì nó tới 28 pound là anh em ạ. Nó khoảng 12.7, anh em đang được lên maximum 12.7. Những người phong trào, những người mới chơi mà đang cây này 12.7 thì thôi đừng nên đang anh em ạ, đang vừa phải thôi, đang 10.5 hoặc 11.5 trở xuống để chúng ta đánh thôi, đánh 12.5 mấy làm sao chúng ta đánh được. Thì mình đã nói sơ cái thông số rồi và cân nặng cho anh em coi luôn thì nó cũng tương đối chính xác. Thì như mình đã xem qua như vậy thì mình nhận định cái cây này nó thiên về công rồi. Cho những anh em nào mà đã quýnh được khoảng vài tháng và cảm nhận mình muốn thích đánh công á, mình tập luyện thích đánh công á, thì mình mua cây vợt này. Thân nó cũng hơi cứng trung bình. Cho anh em nào chúng ta sẽ tập đập nó sẽ ngon hơn. Cứng mà, thân cứng nên là thân nó sẽ điểm chính xác. Và lực tay chúng ta nó vẫn phải có một chút rồi thì chúng ta mới đánh cây này anh em nhé. Bây giờ mình sẽ nói về cái vấn đề là cái công nghệ để làm nên cái vợt này. Thì cái vợt này thì nó cũng sử dụng công nghệ như cây 704 anh em nha. Cây 704 trước mình đã review cho anh em rồi đấy. Đây là clip cũ, các bạn muốn coi thì coi. Rồi, cái khung này thì cũng thiết kế theo khí động lực học. Tức là ví dụ như nó vát, nói chung theo cái kiểu bốc rồi kiểu giống như cái hình oval như thế này anh em nè. Đó, thiết kế như vậy để khi chúng ta đánh ấy thì chỉ cầu gió nó sẽ lướt qua cái khung của chúng ta thì chúng ta sẽ quơ nhanh hơn và tăng lực đập cho chúng ta. Thì thiết kế bây giờ là các cái vợt nào bây giờ ở các hãng thì người ta cũng gần như thiết kế theo kiểu như vậy, theo kiểu của khí động lực học anh em nha. Bây giờ chúng ta sẽ nói về vấn đề về cái chất liệu để làm nên cái vợt này. Cái vợt này thì làm bằng hai modulus carbon với titanium anh em nha. Hai modulus carbon tức là carbon được nén cao. Ngoài ra họ pha thêm cái vấn đề là titanium. Carbon thì nó chỉ là giòn và rất là chịu lực cũng tốt, nhưng mà nó chỉ theo một hướng thôi. Còn những cái hướng khác á, thì khiến cho cái việc là carbon chúng ta nó không tốt. Ví dụ như bình thường các bạn carbon được thiết kế để mà chịu về phía lực phía trước này, lực phía sau nó sẽ ok. Nhưng mà ví dụ như lực ngang, các bạn tán ngang những cái vấn đề nó có ngoại lực tác động vào ngang của cái vợt chúng ta thì cái vợt sẽ bị dễ gãy. Nó y chang như kiến cường lực vậy anh em ạ. Thấy không, ở giữa thì các bạn đập vô giữa thì kiến cường lực nó rất là khó vỡ, nó sẽ bị bung nát ra thôi. Nhưng mà ví dụ như các bạn đập vô cái mép á của cái kiến á thì nó sẽ gãy, nó bể ra liền. Đó, thì carbon nó có yếu tố như vậy nên là họ pha thêm titanium để cho cái vợt chúng ta nó sẽ cứng cáp hơn và chịu được lực từ nhiều hướng khác nhau hơn nữa. Thì đấy là chính là cái công nghệ cho cái Power Pro 705 này. Thì ở cái thân nó sẽ ghi là titanium aerodynamic reduction. Tiếng Anh mình nó hơi cụ bắp tí anh em nha, anh em thông cảm. Thì đó, cái titanium aerodynamic reduction gì đấy thì dịch ra thì nó giống như là titanium nó hỗ trợ cho việc phục hồi cái khí động lực học nó nhanh hơn. Ví dụ như bình thường bây giờ chúng ta uống như thế này, chúng ta lấy lại cái trạng thái của nó nhanh nhất có thể thì sẽ khiến chúng ta đập cầu nó sẽ mạnh và nhanh hơn đó anh em. Đó, thì titanium nó giúp như vậy. Thì đây là một cái công nghệ mà được tích hợp vô cây vợt của chúng ta. Nó y chang như cái vợt 704 mình đã review trước cho anh em đó nha.
Đấy. Rồi, hết. Nó chỉ có nhiều công nghệ như vậy thôi anh em nha. Mình thì bây giờ mình sẽ nhờ bạn Hiền đăng lưới, rồi sau đó mình sẽ test rồi mình cho anh em cái cảm nhận. Thì so với cái giật trước thì chúng ta thấy rằng là cùng một công nghệ nè, chỉ thay đổi màu sắc. Giật này chúng ta nó sẽ chuyển sang là thân cứng tí xíu, và điểm cân bằng của nó là 290, đó thì nó nặng đầu hơn. Còn cái giật trước nó là 285 mm, thì chỉ khác nhau như vậy thôi anh em. Thì cái giá cũng thay đổi khoảng 100.000. Mình sẽ thử coi nó có ngon hơn là so với cái cây 704 hay không. Thì 704 dành cho những người mới chơi anh em ha. Mình nghĩ rằng cái cây này thì có lẽ là cũng sẽ phù hợp với mình một chút xíu, tại vì là mình cũng thích quýnh chuyên công, và cái người nào mà tay khỏe khỏe tốt rồi đấy thì các bạn sẽ rất là thích thân cứng. Thì mình nghĩ rằng cái cây này nó sẽ hỗ trợ cho anh em. Và mình sẽ đang nhá, đang lưới, mình sẽ đang cái lưới xong rồi mình sẽ test và mình cho anh em cái cảm nhận về cây giật này nha anh em nhé. Vừa rồi thì mình cũng đã đi test cái cây vợt ProConnect Power Pro và 705 anh em nha. Thì bây giờ mình sẽ so sánh với cây 704 trước. Thì trước mình có làm clip, anh em coi lại clip cũ, nó sẽ có clip nè anh em nha. Đó, thì anh em coi lại đi. Thì cái cây 704 thì mình cũng đã nói với anh em rồi, cây đó nó sẽ phù hợp với lại anh em nào mà mới tập chơi, chưa có nghiên cứu về vợt nhiều ấy, thì các bạn sử dụng cái dòng vợt 704 đó để chúng ta định hình lối đánh. Tại vì nó là vợt cân bằng 285 mm. Thì đối với cây này thì mình cũng đã phân tích cho anh em trước, thì nó là thuộc về cái việc là dòng nó hơi cong tí xíu. Tức là những bạn nào mà tầm khoảng đánh khoảng 3 tháng trở đi á, 3 tháng tới 1 năm mà anh em cảm thấy bắt đầu định hình cái lối đánh, các bạn muốn là tập luyện về vấn đề là đánh cong nhiều hơn á, thì các bạn mua cây vợt này rất là hợp. Mình cũng thử rồi, đập thì cũng ngon anh em ạ. Nhưng mà có vấn đề đó là cái trọng lượng của cái vợt này á, thì nó hơi nhẹ hơn so với cái tay của mình. Cái cây 705 này có 85 gram thôi sau khi mà đăng lưới và quấn cán. Còn cái cây Mizuno mình quấn bình thường thì nó 89 gram lận anh em nha. Tay mình cầm thì nó khoảng khi mà mình đăng lưới và quấn cán rồi á, thì nó khoảng cỡ 89, 90 gram là mình quấn nó cảm thấy phù hợp nhất, là mình cầm cái vợt nó sẽ đầm tay hơn. Những anh em nào bắt đầu định hình cái lối đánh công rồi, các bạn muốn thích đập, thì rõ ràng cái vợt này nó sẽ rất là ngon. So với mình thì nó đều ok hết. Đập cũng tương đối ngon này, cũng tạc cũng được, chặt được, thủ cũng rất là ok. Vừa nói chung nó nhẹ hơn so với cái lực tay của mình, nên mình cầm nó rất là thoải mái về vấn đề đó. Nhưng mà vấn đề phát huy hết cái sức mạnh của mình á, thì cái vợt này nó chưa đáp ứng được cho mình thôi. Nhưng mà nó sẽ đáp ứng cho những anh em nào từ 3 tháng đến 5 đó. Thì mình nói như vậy để anh em hiểu ha, chứ không phải là nó không phù hợp với mình, nhưng mà nó sẽ phù hợp với những anh em nào mà bắt đầu định hình cái lối đánh. Thì các bạn nên mua cái vợt này, nó sẽ hiệu quả rất nhiều anh em nha.
À, chia sẻ thêm anh em tí xíu là cái việc mà cây vợt này khi flat là regular, tức là cứng trung bình. Thì thường những cây vợt cứng trung bình của Yonex á, là mình cảm thấy nó rất là cứng, nó cũng tương đối là cứng đấy. Nhưng mà cái vợt này gây regular thì mình thấy nó cũng không 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 thấy là kiểu giống như là cứng lắm đâu anh em ạ. Tại vì cảm giác khi đập nó vẫn có cái độ dẻo của nó cũng dẻo lắm. Thì đứng dẻo thì sẽ trợ lực cho anh em là mới chơi rồi, nhưng mà nó sẽ không phù hợp với mình. Mình quýnh nó phải cứng, tại vì quýnh cái vợt mà nó dẻo quá thì nó là điểm cầu của mình nó không chính xác, đập nó sẽ không đúng cái ý muốn mình lắm đó. Rồi vậy thôi, chứ còn người mới chơi thì cái vợt này khi mà chúng ta chuyển sang công thì cái vợt này cực kỳ ngon rồi, mình không có chê gì vấn đề này cả. Anh em nào mà từ cái vấn đề chúng ta đánh từ vợt cân bằng rồi chúng ta chuyển sang bắt đầu tập đập đi đó, thì mua cái vợt này nó là hợp lý nhất. Ok cho anh em. Rồi cái vợt này mình cũng đã đăng lưới này, cũng đã quấn cán cho nét cho anh em rồi, thì kỳ này là mình sẽ đây, tặng cho anh em luôn. Mình sẽ dành ra bốn cái áo VNB và một cái vợt này nhá. Thì mình sẽ như các kỳ trước thôi, thì anh em hãy đăng ký kênh của mình, sau đó hãy comment đóng góp ý kiến cho cái vợt này. Và sau đó là mình sẽ dùng phần mềm random, mình sẽ random coi lựa được 5 bạn, 4 bạn đầu mình sẽ tặng áo, bạn cuối cùng mình sẽ tặng vợt cho anh em nhá. Rồi các bạn hãy nhớ đăng ký nha. Còn nếu không đăng ký mình kiểm tra, khi mà mình đầu random mình kiểm tra mà mình không thấy các bạn đăng ký thì mình sẽ loại và sẽ tìm cái bạn khác. Rồi anh em nhớ chuyển sang chế độ công khai nữa, thì nhiều anh em là có đăng ký nhưng mà lại không chuyển sang chế độ công khai, mình không kiểm tra được hay là mình không tặng quà được cho anh em. Rồi vậy nha, rồi mình sẽ kêu nhân viên là sẽ check, sẽ trả lời phía dưới cái comment của anh em đó, xin cái thông tin của anh em và sau đó là mình sẽ gửi quà cho anh em. Rồi chào anh em nhé. Rồi mình sẽ làm cái clip về 706 của cây Protonet cho anh em xem có sự khác biệt gì với cây 704 và 705 hay không nhé. Bye bye.